Em Hoàng Hà, xin chào toàn thể gia đình nhà mình nha, đã quay trở lại với kênh YouTube của Xúc Mộc Hà nha em ngày hôm nay. Dạ vâng, rồi thì hôm nay em Hà sẽ làm một ít cái sản phẩm mới của nhà em Hà mới về, cũng như là một ít cái dòng đồ điện mà nhà em Hà đang phân phối nhé cả nhà nhé. Thì trước tiên vào đầu like bây giờ cũng vậy, em Hà xin cả nhà mình cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Xúc Mộc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng, mình liên hệ vào hai số hotline ghim trên màn hình để cho các bạn nhân viên hỗ trợ và tư vấn chốt đơn hàng cho mình nha cả nhà nhé. Và hai số đó em đều sử dụng Zalo, shop thì nằm tại Nhơn Trạch Đồng Nai. Đơn cứ trên hơn 200 ngàn là em Hà đã bao ship cả nhà rồi nhá. Rồi em sẽ vào chi tiết tất cả các cái sản phẩm của nhà em ngày hôm nay. Thì em xin phép trước tiên đó là sản phẩm về cái dòng con máy xay đi ha. Cái dòng máy xay mà em mới về cho nhà mình đó là một cái dòng máy xay Osaka. Dòng này thì em bán là rất chi là lâu rồi, từ cái thời mà mới bán hàng. Nhưng mà sau này rồi nó về những cái dòng mà lõi nó chỉ là bằng cái lõi đây này. Các cả nhà mình lưu ý nhá, cái lõi chỗ này này, đó. Nó là bằng cái lõi nhựa nên là em hàng ngưng không bán hàng nữa. Và đến bây giờ nó mới lại về một cái lõi này là lõi sắt, lõi đồng của nó bên trong, lõi bằng inox ở bên trong như này. Đó, đây cả nhà nhìn cái chỗ này này. Đó, quan trọng nhất là chỗ này. Thì nó cái cối của mình nó mới được bền và được lâu và sức chịu nhiệt của nó được thì em mới bán nhé cả nhà nhá. Đó thì hôm nay em đang về cái dòng cối này và giá hôm nay thì cũng cực kỳ là hấp dẫn cho cả nhà mình luôn. Rồi em sẽ giới thiệu luôn cái này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng này là hàng của Raban. Đây. Hàng này là hàng của Raban, Osaka Raban nhá. Hàng này là hàng chuẩn xịn sò đấy. Và con này thì nó sẽ gồm kết cấu cho mình là bốn lưỡi xoay liên kết xen kẽ cho nhau như này luôn. Và trục của nó thì cũng được thiết kế cho mình là bằng cái trục bằng inox bên dưới như này nha cả nhà nhé. Và lần này về thì sẽ mới lạ hơn là sẽ phân khúc chia luôn cho mình như này rồi nha cả nhà nhé. Rồi bây giờ thì con này em có thể em sẽ xay đá để in cho cả nhà mình xem luôn. Đây. Em sẽ test hàng luôn cho cả nhà mình xem nhá. Đây cục đá em hàng Hà đang để trên trên cái chén ăn cơm nhà em Hà đấy nhá. Đó, thành cục đá to như vậy luôn và đá già luôn nhá. Em Hà sẽ bỏ vào, em Hà sẽ xay cho cả nhà mình xem luôn. Cái dòng này nó xay được cả đá cho mình luôn đó cả nhà. Cả nhà mình không tin được đâu nhưng mà đúng là sự thật đấy. Con này nhà em Hà xài là khoảng hơn 1 năm nay rồi em vẫn xài cái máy xay này luôn. Đấy. Mình cắm điện trực tiếp 220V giúp em và mình đấy. Cái kiểu là đá dày á, đây cả nhà nhìn không, nát đúng như tuyết luôn. Đó, lực của em này rất mạnh luôn. Đây, cả nhà nhìn không em, nát đúng như tuyết luôn, hết như này luôn. Làm si rô bào thì quá chuẩn luôn nha cả nhà nhá. Thì mình có thể mình xay tôm, thay thịt, tay cua cho em đều được luôn trong cái con máy xay này cho em nhá. Và thậm chí là xay cả đá được luôn thì cả nhà mình biết rồi. Rồi mình lên mã giúp em là máy xay đa năng, con này gọi là máy xay đa năng giúp em nhé. Dòng máy xay đa năng này thì em Hà đang để luôn cho nhà mình với giá là 120.000 cho cái máy xay đa năng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là máy xay đa năng với giá là 120.000 cho một con máy xay đa năng này nha cả nhà nhá. Hàng bao chuẩn xịn sò luôn. Thì cái này nhà mình không lo là sẽ bị chảy nước ra đâu, bởi vì cái này này nó sẽ làm một cái gioăng của nó này. Đây gioăng của nó rất chi là chặt nhá, gioăng này bằng mít, bằng cao su. Nhưng về nhà mình có thể tháo ra, mình tháo ra như này cho em. Đó. Tháo ra để in mình giặt rửa hoặc là mình rửa cối rất chi là tiện luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn nhá. Máy xay Osaka, mình lên mã em hoặc là máy xay đa năng. Với giá chỉ có là 120.000 cho một con máy xay đa năng này thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con máy xay khô. Đây là một dòng máy xay khô của nhà em nhé. Con này thì nó sẽ được thiết kế cho mình là hoàn toàn là bằng inox như này luôn cho nhà mình luôn. À, hoàn toàn bằng inox nha. Đó, con máy xay khô này thì khá là ok luôn. Cái này của nó thì nó sẽ được thiết kế cho mình là 4 lưỡi như này. Đó, 4 lưỡi như này cho em nhá. Thì con này thì em Hà đang để luôn cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 120.000 cho một con máy xay khô như này luôn. Thì con này mình xay giúp em là mình sẽ bấm vào đây này, bấm đây. Đấy, bấm nhấp nhả như này giúp em nhé. 120.000 cho một con máy xay khô. Mình lên mã giúp em là máy xay khô với giá là 120.000. Con này thì em khỏi phải test hàng đi, bởi vì con này em bán rất chi là nhiều rồi, xay rất chi là đã luôn. Mình xay một khoảng chút chút nhỏ nhỏ cho em, khoảng tầm từ một lạng đổ lên đến 3-4 lạng giúp em nhé. Không quá đâu nhá,
chỉ 3-4 lạng thôi nha cả nhà nhá. Con này mình để xay tiêu, mình xay cà phê, mình xay ngũ cốc giúp em luôn nhá. Thèm một cốc sữa đậu nành mình có thể mình xay luôn cho em cái đậu nành trong này làm sữa đậu nành cho em luôn. Hoặc là ngũ cốc tổng hợp thì mình mua hộ em các loại hạt về mình xay vào đây nhá. Với giá chỉ có là 120.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là máy xay khô với giá là 120k. Dòng này thì nó sẽ có một cái dòng nữa là dòng màu xanh nhá cả nhà nhá. Đó, nên là em phải giới thiệu luôn. Đấy, con này cũng là Osaka Raban, nó cũng là hàng của Raban hết như này nhá. Với giá chỉ có 120.000 thôi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là máy xay khô Osaka Raban. Đây, đó, Raban đây. Đó, rồi. Với giá là 120.000 cho một con máy xay khô như này luôn nhá cả nhà nhá. Đấy. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa. Nếu như trường hợp nó không có cái mẫu này mà nó có cái mẫu xanh vẫn là hàng chất lượng nhá. Nói chung quy là hai cái loại máy xay khô của nó thì cực kỳ là chất rồi, nên là cả nhà mình yên tâm nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đồ điện nhà em. Cái đồ điện thì em đang có một số mẫu em sẽ sale luôn. Ví dụ như là cái dòng con đuôi đèn cảm biến này. Đó. Dòng đuôi đèn cảm biến này thì trước em đang bán là 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm biến này. Nhưng nó còn lọt xọt đâu ra là khoảng tầm 5-6 thùng nha cả nhà nhá. Khoảng 5-6 thùng gì đó. Em hà nay sale luôn kịch sàn luôn với giá chỉ có 40.000 thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Nhưng em đang nói là dòng hàng loại 1 nha. Đây cả nhà nhìn này, đó. Dòng hàng loại 1 của nó khác biệt rất nhiều luôn. Đó, rất ok luôn. Và xài em xài khoảng tầm hơn 1 năm nay rồi chưa có hỏng được một cái đuôi đèn này luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đuôi đèn cảm biến với giá là 40.000 cho một cái đuôi đèn cảm biến hàng loại 1 như này nhá. Nó sọt còn đâu còn sót còn 5-6 thùng nữa đây, nó còn cái vít này đi kèm luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con phích âm. Đây. Dòng phích âm này của nhà em là cái dòng phích âm mà mình để mình về mình câu nối cho em cái đầu dây điện đấy. Em Hà đang để luôn cái phích âm này với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 5.000 đồng cho một phích âm này nhá. 5.000 đồng và phích dương cũng cái loại thường như này với giá là 5.000 đồng nhá cả nhà nhá. Nhưng cũng là hàng của hãng Fangom, hàng cao cấp hết, chống vỡ chống cháy cho mình luôn nhá cả nhà nhá. Rồi, còn nếu như mà ai cao cấp xịn sò hơn thì sử dụng luôn cho em cái dòng siêu chịu nhiệt này. Đấy. Nó cũng là của hãng Fangon, hàng này là hàng của Việt Nam luôn nhá. Hàng này là hàng của Việt Nam, chất lượng cao. Và con này thì nó sẽ chịu tải cực kỳ là mạnh luôn. Con này thì chuyên sử dụng cho các anh thợ công trình các kiểu luôn nhá. Con này em Hà đang để luôn cho mình với giá là 25.000 cho một cái đuôi đèn phích âm siêu chịu tải này. Đuôi đèn chịu tải phích âm này là 25.000, con này là sẽ làm cho mình là chống cháy, phích sẽ được làm bằng hai lõi đồng các kiểu như này luôn cho nhà mình này. Đó, công suất chịu được lên đến là 6.000W nhé cả nhà nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là phích âm với giá là 25.000 một cái. Rồi, còn nếu mà phích dương thì cả nhà mình lấy cho em một cặp này. Đây. Phích dương này thì mình lấy hộ em một cặp này thì nó sẽ là chịu tải lên đến 6.000W cho mình luôn. Đấy, và con này thì hiện tại em Hà sẽ bán luôn cho cả nhà mình với giá là 25.000 một cặp. Mình lên mã giúp em là phích dương với giá là 25.000 một cặp nhé cả nhà nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đuôi đèn xoay đa năng. Đây là dòng đuôi đèn xoay đa năng nhé. À, đợi em chí. Cái đuôi đèn xoay đa năng này thì cực kỳ là tiện cho cả nhà mình xài luôn. Ví dụ như là mình xài hộ em là mình gắn cái bóng đèn trên tường á. Đây mình gắn này cho em. Và cái dòng này thì nó cũng sẽ là chống cháy cho mình luôn nhá cả nhà nhá. À, rất chi là ok, thích thẳng thẳng mà thích nghiêng một bên này thì mình vặn cho em nhá. Với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? Với giá chỉ có là 15.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đây cái này chân của nó là hoàn toàn bằng đồng như này luôn nhá. Với giá là 15.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đuôi đèn xoay đa năng với giá là 15k. Và con này mình cứ mua về là sử dụng thôi, đã có ốc vít các thứ bên trong như này rồi. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con là công tắc nhót. Đây, dòng này là dòng công tắc nhót của nhà em nhé. Dòng công tắc nhót này thì em Hà đang để luôn cho nhà mình với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 10.000 một chiếc, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là công tắc nhót với giá là 10.000 một chiếc. Đó, rồi. Còn em đang có cái dòng ổ điện phích chia như này. Đấy, dòng 3 choạc ấy cả nhà mình cần cắm 3 choạc hay 2 choạc đều được luôn. Với giá là 15.000 một cái của công ty Fangon hết. Em lấy hàng của hãng Fangon hết nha cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nhà mình nữa là dòng con ổ điện này. Đây.
Dòng ổ điện này là ổ điện mã 1 và con này thì bên trong được làm hoàn toàn là bằng lõi đồng cho nhà mình luôn. Con này thì nó sẽ là chống cháy và có đèn báo cho mình với giá chỉ là 35.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là ổ điện chống cháy với giá là 35k cho một cái con ổ điện chống cháy này thôi nha cả nhà nhá. Rồi, em qua cho mình luôn đó là về cái dòng con là ổ điện phích chia 5 thông minh. Đây. Dòng này là phích chia 5 thông minh, có luôn cả bên trong này được làm hoàn toàn là bằng đồng hết cho mình nhá. Đó, con này thì cũng khá là ok luôn để sử dụng luôn. Con này thì hiện tại em Hà đang để luôn cho nhà mình với giá là bao nhiêu ạ? 35.000 cho một cái phích chia 5 thông minh. Mình lên mã giúp em là phích chia 5 thông minh với giá là 35k cho một cái phích chia 5 thông minh. Hàng của Việt Nam chất lượng cao, công ty Fangon. Phích chia 5 thông minh nhá. Em đọc rất rõ từ nguồn gốc cho đến nơi sản xuất các kiểu nhá cả nhà nhá. Yên tâm là hàng tất cả là hàng công ty chất lượng như này luôn nha cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho cả nhà mình nữa là về một cái dòng mã dây điện và rất chi là cần thiết. À quên, em đây sẽ là cái ổ điện là cái đuôi đèn không dây này. Đuôi đèn không dây này thì với giá là 10.000 đồng cho một cái đuôi đèn không dây này nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con ổ điện cắm có dây. Cái dòng này là nó cái thứ nhất là nó sẽ có vừa là cái đuôi đèn, vừa là cái đuôi cắm, vừa là có công tắc nhót của nó đi kèm luôn như này đó. Rồi, con này một dây này của nó sẽ là dây em đang cầm trên tay là dây 8m. Thì em Hà sẽ để luôn cho nhà mình với giá là 65.000. Còn nếu như lấy dây 5m thì với giá chỉ có là 45.000. Đây, dây này là dây 8m nha cả nhà nhá. Đó, nó sẽ được đánh giá bên ngoài bên trong như này cho nó. Đây, cho mình đây, công ty phân gôn. Khi em giao hàng thì sẽ là hàng trong bao bì đầy đủ cho mình như này luôn. Hàng đủ xịn xò cho mình luôn. Hàng đúng chuẩn công ty Việt Nam, hàng mình cao cấp nha. Đó, rồi. Còn đây là cái loại 5m này cả nhà ơi. Đâu 5m đâu. Đây là 8m à. 5m thì nó bé hơn nhá cả nhà nhá. Đây 5m đây. Đây ví dụ như 5m thì đây. Đó. Cái loại 5m này thì mình lên mã giúp em là dây điện mình lên mã giúp em là dây này này. Dây 5m có đuôi. Để in cho nó khỏi tin nó phải trùng một cái mã dây nữa của em nhá. Dây 5m có đuôi với giá là 45.000 cho một dây 5m có đuôi nhá cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con dây mà 5m siêu chịu tải. Đó. Nó khác nhau như thế không lại trùng mã. Cái dòng này là dòng siêu chịu tải cho em Hà nhá. Dòng này là vô cùng siêu chịu tải luôn. Dòng này thì hiện tại là một cái dòng con dây ổ điện cam này sẽ là dài 5m. Thì em Hà đang bán cho nhà mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? Với giá chỉ có là 60.000 và con này là nó chịu tải lên đến 6.000W cho em và chuyên sử dụng cho những bếp từ, bếp lẩu, bếp đây. Nó tóm lại là em Hà đang xài sử dụng để nấu bếp từ nhà em rất chi ok. Em bao luôn sử dụng luôn khi mà mình sử dụng luôn nhá cả nhà nhá. Em còn nấu lẩu bằng cái dây này nữa nên là rất chắc chắn, cả nhà mình yên tâm đi. Với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 60.000 cho một cái dòng con dây ổ điện dài 5m siêu chịu tải. Mình lên mã cho em là dây điện siêu chịu tải với giá là 60.000. Còn nếu như ai nhu cầu muốn sử dụng cái ổ điện chống cháy và siêu chịu tải này thì mình lên hộ em dòng ổ điện cam này nhá. Đó, dòng ổ điện cam này sẽ là siêu chịu tải lên đến 8.000W cho em. Bên trong sẽ được thiết kế cho mình là hoàn toàn là bằng chì sứ và lõi đồng bên trong. Con này thì em like rất nhiều rồi và em mổ xẻ nó ra cho cả nhà mình xem rồi. Thì con này hiện tại em Hà sẽ đang bán cho nhà mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 65.000 cho một ổ nha cả nhà nhá. 65.000 cho một ổ điện siêu chịu tải như này. Mình lên mã giúp em là ổ cắm đa năng với giá là, hoặc là ổ cắm siêu chịu tải đi. Mình lên mã giúp em là ổ cắm siêu chịu tải với giá là 65.000. Còn nếu như mà anh nào là lấy một cặp như này, một cặp như này của nó thì em sẽ tính là 120.000 cho tròn tiền luôn nhá. 120.000 cho một cặp cả dây cả phích cắm như này cho mình luôn nhá. Có đèn báo các kiểu luôn, siêu chịu tải xài rất sướng luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con ổ điện này là ổ điện mà mình sử dụng cho em là ổ điện đa năng hàng cao cấp nhá. Em luôn luôn phải nói cái từ đấy. Bởi vì cái dòng ổ điện này bán rất chi là nhiều và bán rất chi là tràn lan luôn. Nhưng cũng có chỉ 35.000, 20.000, 60.000 rất nhiều luôn. Nhưng riêng ổ điện nhà em Hà đặc biệt là rất mắc. Em nói thẳng luôn là cái dòng ổ điện này đã là 170.000 thì nó sẽ có đèn báo hết cho mình như này luôn. Đó. Đèn báo lên này và bên trong của nó hoàn toàn là bằng đồng nhá.
Con này em đảm bảo 100% là hoàn toàn là bằng đồng, và dây của nó cũng là lõi đồng bên trong luôn. Con này thì sẽ là dây dài 5 mét cho mình luôn, và sẽ có tất cả các cái đèn báo sáng cho mình như này, và từng một công tắc một như này cho em luôn. Đó. Ngoài ra sẽ có thêm 3 cổng USB cho nhà mình, sẽ có đèn LED báo sáng xanh ở đây luôn cho mình nhá. Hàng này bao xịn sò đấy. Con này thì nó sẽ là 10A và 250V và 2500W nha cả nhà nhé. Dây sẽ là dây dài 5 mét cho mình luôn, với giá là 170.000. Và dòng dây này nó sẽ là dòng dây nhám như này nha cả nhà nhé. Hàng xịn nó sẽ là dòng dây nhám. Còn cái loại hàng kia thì nó sẽ là cái dòng mà nó cứ bong bóng lên á. Thì em không bán cái loại đấy. Em không bán loại đấy đâu nha cả nhà nhé. Đây, hàng khi em giao hàng thì sẽ là hàng trong túi zip các kiểu xịn sò như này cho cả nhà mình luôn. Cả nhà mình nhìn hộ em này, từ cái đuôi của nó này, từ cái chuôi của nó này. Riêng đồ điện nhà em bán thì rất chi là xịn sò, chưa ai qua được em. Cái này em phải khẳng định luôn nhá. Nhưng giá thì cũng là hơi chát, em nói thật sự trên live là như thế. Đó, cả nhà nhìn này, từ cái công, từ cái này của nó làm rất kỳ công, chỉ có hàng xịn nó mới làm chắc chắn chất lượng như này thôi, với giá chỉ có là 170.000. Đắt hóa rẻ mà rẻ lại hóa đắt đấy cả nhà, em nói thiệt. Rồi, em qua tiếp theo luôn. Ổ điện này là ổ điện xanh, thì nó cũng giống như cái ổ điện tròn, ổ điện dài kia thôi. Nhưng con này thì nó lại chỉ có là dài được cho mình là 4,5 m. Dòng này thì em Hà đang để là 130 nhé cả nhà nhá, 130.000. Và con này thì bên trong của nó là sẽ là bằng cái trắng như này. Đây, em có sao like vậy nha, rất chi là thực tế cho cả nhà mình. Khi mua hàng không có ngỡ ngàng, khi nhận hàng đúng như em like trên like luôn. Đó, đây cả nhà nhìn thấy không. Đó. Còn cái kia nhà mình sẽ nhìn thấy đồng ở bên trong luôn. Đó. Rồi, nhưng con này cũng là dòng dây xịn sò, cũng là hàng xịn luôn đấy nhá cả nhà nhá, cũng bên trong bằng đồng hết luôn cho mình. Với giá là 130.000 cho một ổ này luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình cái mớ bóng điện này luôn. Đó. Cái bóng điện này thì nhà em đang có cái loại dòng bóng điện mà 5W như này luôn, với giá là 10.000 đồng cho một trái bóng như này nhá. Mình lên mã giúp em là bóng điện với giá là 10.000 đồng một bóng như này luôn nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng quân đai massage của nhà em. Đây là dòng đai massage của hãng sữa nhá cả nhà nhá. Đây, đợi em một xíu. Cái này là của hãng sữa nó tặng nha cả nhà nhá. Đó. Thì nó về rất chi là nhiều, và cái bọc này của nó là hoàn toàn là bằng da như này luôn. Thì em sẽ lấy máy em test cho cả nhà mình luôn. Nó sẽ được làm bằng thiết kế là hoàn toàn là bằng tia hồng ngoại cho mình nhá cả nhà nhá. Nên là massage rất đã luôn. Đợi em xíu. Đấy, tờ sổ sách của nó đi kèm hết như này luôn nha cả nhà nhá. Của hãng sữa tặng như này nhá. Sẽ có chỉ dẫn cho mình luôn. Đấy. Nhưng em sẽ làm test luôn trên live cho cả nhà mình nhìn cho rõ. Đây, con này thì mình sẽ cắm điện trực tiếp cho em là điện 220V. Vâng, khi mình về mình mở thì mình ấn hộ em nút tròn này là sẽ là nút mở này. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Đó, tia hồng ngoại nó sẽ sáng lên này. Đó. Nó sẽ sáng lên này. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Nó sẽ sáng này, và khi mình cứ cho tay cho tân chân vào nó sẽ massage này cho mình rất chi là đã nhá cả nhà nhá. Đó, rất chi là đã luôn này. Đó, cả nhà nhìn nhá, đã lắm, sướng lắm, nó cứ cuộn lên này. Đó. Mình massage cho em được cả cổ vai gáy, cả chân, cả tay, các kiểu đều được luôn. Đó, con này đã cực kỳ luôn đấy cả nhà. Rồi, ví dụ như trường hợp cả nhà mình muốn nó đảo chiều mạnh hơn thì mình ấn hộ em vào nút đảo chiều này. Đó, nó sẽ đảo chiều ngay lập tức cho nhà mình luôn. Đó, đảo chiều rất nhanh, rất mạnh luôn. Đó, rồi. Còn ví dụ như là mình muốn nó ngang bằng thôi, mình ấn hộ em những cái nút như này. Đó. Đó, nó sẽ ấn như kiểu con rắn ở trong ấy. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Đó, rồi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em là đai massage. Cái dòng đai massage này thì em Hà đang để gửi tặng luôn cho nhà mình với giá là 220.000 đã bao ship nhá. Đai massage 220k bao ship hoàn toàn là bằng da các kiểu như này cho nhà mình luôn nhá. Và nó hiện tại là đen, bây giờ là em Hà đang có 2 mẫu và em chỉ có 3 con thôi nhá. Cái đai massage này em có 3 con thôi, cái này là của hãng sữa chứ không ở đâu ta có đâu. Đây, nó sẽ là có thêm một cái hãng của như này nữa. Đó, hàng của Nitifood, cái hãng này cũng là của Nitifood, nhưng con này nó sẽ là bằng da và nó sẽ không có dập chân như này đâu nhá. Nó không có cái chữ dập chân như này. Nhưng mà nó là của hãng Nitifood như này luôn. Nó cũng giống con kia luôn. Em phải lấy cho cả nhà mình xem luôn. Đó, cái hộp hành của nó thì sẽ như này nhá. Rồi, với giá là 220.000 đồng giá luôn. Có 3 con duy nhất. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đai massage hồng ngoại với giá là 220.000. Rồi,
Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con bộ chén. Dòng này là chén ăn cao cấp của em, cái kiểu dáng là kiểu dáng của Nhật Bản, và dòng này là dòng hàng nhập khẩu giúp em nhá. Cái dòng men của nó là cả nhà mình cứ yên tâm là càng rửa càng trắng, không lo bị xỉ men. Cái thứ hai nữa là dòng này thì mình càng xài càng bền. Đó, dòng này thì cực kỳ là dày dặn mà cứ nhìn cái nước men của nó là cả nhà nhìn biết rất chi là chất lượng rồi. Đấy, bóng này làm từ ô kẻ như này luôn cho mình. Bát thì cực kỳ là ok, rộng dài luôn, rộng của nó thì cũng khá là ok. Rồi con này thì mình lên mã giúp em là bộ chén xịn nhá. Bộ chén xịn em Hà đang để luôn cho nhà mình với giá là 190.000 gồm 8 chén cho em nhá. Con này đi biếu thì tặng bao xịn sò. Nó sẽ nằm trong một cái hộp như này luôn này cả nhà này. Đó. Mình lên mã giúp em là bộ chén với giá là 190k cho một con bộ chén này. Khách 10 người, cả 11 người người khen về cái bộ chén này của nhà em nhá. Nhưng chỉ còn có vài bộ nữa là hết. Tại vì những cái hàng này là hàng em được thanh lý trong siêu thị cả nhà mình. Nếu đi vào siêu thị ít nhất bộ này là trên 300, nhưng em chỉ bán cho nhà mình với giá là 190.000 thôi. Bộ này trong siêu thị là 390, 380 thì đấy cả nhà. Em nhớ vào khoảng là như thế đấy. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con này là dòng ly uống rượu nhá. Dòng ly uống rượu này của nhà em thì dòng này nó sẽ có những cái ly như này luôn cho mình. Đó. Những cái ly uống rượu này rất chi là hay luôn. Rồi cái dòng ly uống rượu này thì trong một cái hộp này em sẽ có gồm 6 cái như này luôn. Đó. Gồm 6 cái ly rất đẹp luôn với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 110.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là ly uống rượu. Con này là hoàn toàn là bằng thủy tinh nhá. Với giá là 110.000 đồng. Mình lên mã giúp em là ly uống rượu với giá là 110.000 đồng cho một cái bộ ly uống rượu này này. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con cân. Dòng cân thì nhà em sẽ đang có hai dòng cân điện tử như này cho nhà mình luôn. Đó. Một dòng là dòng cân tròn, đợi em một xíu em sẽ chen vào đây luôn. Em sẽ chen vào đây để em lên like cho cả nhà mình luôn. Đây, đó. Dòng này thì em sẽ có hai kiểu nha, hai kiểu dáng. Đó. Một là kiểu dáng của hình tròn như này luôn cho mình luôn. Đó, hình dáng kiểu tròn và sẽ có bóc cái này ra được cho em này. Đó, bóc ra như này rất chi là ok. Rồi, con này thì nó sẽ sử dụng cho mình là bằng cái pin. Đấy, sử dụng bằng lắp pin cho em như này nha. Đấy, cái này để em bật nó ra mà em đang không bật được ra bởi vì là cái này cái móng tay này em lại cắt cái móng tay đi rồi. Ai ui, bật đau ấy. Đây đợi em xíu để em đi thiết kế lấy cái gì để em bật nó ra đây. Đó, rồi. Thấy cả nhà mình thấy em thông minh không? Nó chỉ là thông minh đấy, ngăn luôn cái đấy để in mình đấy. Con này nó sẽ sử dụng cho em là pin 3A nhé cả nhà nhá. Và khi đi em sẽ tặng kèm cho nhà mình một cặp pin 3A trong cái máy này luôn, đi kèm luôn. Đó. Và hàng thì em sẽ test hàng trước khi đi cho nhà mình hết, nên là cả nhà mình cứ yên tâm, khi mua hàng không phải suy nghĩ, cứ nhận hàng đi. Hàng sẽ test hàng trước khi đi hết. Em mặc Hà. Đó, rồi. Con này này, đây cả nhà mình. Đó, nó sẽ chạy lên này. Đó, cả nhà mình ấn này. Đó, nó sẽ chạy lên như thế. Và con này nó sẽ tự động tắt cho em nhá. Con này thì kính hoàn toàn là bằng cường lực cho em nhá. Kính thì hoàn toàn bằng cường lực như này cho em luôn. Và mình cứ con này thì nó sẽ chịu nhiệt lên đến là 180 kg nhá, 180 kg cho em luôn. Và dòng này em Hà đang để luôn cho nhà mình với giá là 220.000 đã bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là cân điện tử xịn với giá là 220.000. Hàng này là của hãng sữa tặng nhá. Tất cả cái này là em lấy được là của hãng sữa tặng chứ không phải là của em ở đâu ra có đâu nha cả nhà nhá. Đây, rất chi là sang xịn mịn như này nha cả nhà nhá. Đó. Với giá là 220.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là cân điện tử với giá là 220k cho một cái con cân điện tử này thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn nhá. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng một con cân này là cân cân này cũng là cân điện tử nhưng dòng cân này là cân vuông và con này thì nó sẽ là sử dụng bằng cái pin như này cả nhà này. Đấy. Pin đồng hồ đồng mót nhỏ nhỏ như này luôn. Rồi một cái cân điện tử này thì hiện tại em Hà sẽ để luôn cho mình với giá cũng là 220.000 bao ship nhá. Dòng cũng là kính cường lực, nó giống nhau cả như một kiểu vuông và một kiểu tròn thôi. Mình thích kiểu nào thì mình lấy giúp em. Và tất cả những cái kiểu này thì em sẽ có 5 con nhá. Hai mẫu này tổng là 10 con nhá. Bác nào nhanh tay thì được nhá. Cái dòng này nó là dòng hàng sữa của hãng sữa tặng chứ không có nhiều nhá. Với giá là 220.000 bao ship, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em.
cân điện tử. Đó, rất chi là xịn xò luôn. Rồi, rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đồng hồ thầy Tích Minh Tuệ. Thì cái đồng hồ này em chỉ còn, nó có rất chi là nhiều kiểu, nhiều màu như cả nhà nhé. Nhưng mà em sẽ lấy đại diện một cái thôi. Nó sẽ có là cái thầy ngồi sen, rồi lại là cái thầy nồi cơm điện các kiểu như này luôn. Với giá là 120.000 cho một cái đồng hồ thầy Tích Minh Tuệ. Mình lên mã cho em là đồng hồ thầy Tích Minh Tuệ với giá là 120.000 đồng. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con áo mưa. Dòng này là dòng áo mưa của nhà em nhé. Dòng áo mưa này thì nó sẽ là cái dòng áo mưa của Vinamilk tặng. Nên chiều dài của nó sẽ là 1m2, còn chiều rộng sẽ là 1m, với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 90.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là áo mưa với giá là 90k. Rồi, còn em về rất chi là nhiều dòng cái ô dù này nhá. Ô dù này là dòng hàng xịn loại 1. Em nhắc đi nhắc lại là như vậy luôn nhá. Rồi, tại vì nó về rất chi là nhiều, nó cũng có các loại mà dòng hàng thường như em Hà không bán. Dòng hàng thường nó đều lắm, cầm nó chán đời lắm. Cái dòng này thì em Hà bán thì nó sẽ là hàng loại 1, nhưng nó sẽ là cao tiền hơn một xíu, nhưng mà nó lại là hàng chất lượng. Đó. Rồi nó sẽ có 10 cái xương và tất cả nó đều có cái lò xo này cho nhà mình luôn. Đó. Rồi. Con này thì em Hà sẽ có màu xanh, màu hồng, à quên luôn. Màu xanh, màu đỏ mận như này và màu tím các kiểu nhá. Thì có màu nào mình lấy màu đấy giúp em. Còn ví dụ như là chọn màu thì em cũng sẽ có chọn cho mình. Nếu trường hợp không có màu thì mình chấp nhận mình lấy màu khác giúp em nhé. Với giá là bao nhiêu ạ? 120.000 đồng cho một con dù gấp gọn hàng xịn loại 1. Mình lên mã giúp em là dù hàng, dù gấp gọn với giá là 120.000 cho một con dù gấp gọn này nhé. Cả nhà nhìn thấy không? Cầm cả một cái nắm tay này nó nặng trình trịch luôn á. Cầm cái ô vào là đã biết là hàng thích cầm. Nói chung nhận hàng là thích hàng nha em. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con là kem đánh răng. Dòng này là dòng kem đánh răng Hàn Quốc của nhà em. Dòng này thì em bao chuẩn xịn 100% là hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn cho nhà mình luôn. Đây cả nhà mình ơi, nó sẽ có cái vết được của nó đây này. Đây, hàng chuẩn cao cấp của nó thì nó sẽ được làm niêm phong bì của nó như này. Còn hàng thường của mình, cái hàng giả thì nó sẽ làm như kiểu là cái loại mà hàng thường như kiểu kem đánh răng BS các kiểu của nó thôi. Nhưng mà đằng này nó sẽ làm hết, đây chỉnh chu hết như này luôn nhé cả nhà nhé. Mình muốn bóc thì mình phải xé ra. Đó. Rồi, mình lên mã giúp em là kem đánh răng Hàn Quốc. Con này thì em sẽ để luôn cho mình với giá là 80.000 một tip. 2 tip là 150.000, 3 tip em bao ship nhá. Rồi con này thì nó sẽ là màu đỏ này thì chống e bút chân răng. À, màu đỏ chống e bút chân răng. Màu xanh này thì sẽ là chống cái thứ nhất là viêm lợi và viêm nhiệt miệng. Màu trắng này thì sẽ làm trắng răng nha cả nhà nhá. Với giá là 80.000 đồng cho một tip đánh răng. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi, anh khách anh em phản hồi lại cho em. Anh bảo ui em ơi, cái dòng thuốc đánh răng nhà em đúng là hàng chuẩn xịn đánh nha. Gấp 10, gấp 5, gấp 10 lần cái loại kem đánh răng để của kia em ạ. Hàng nghìn lần luôn em ạ. Anh không phải anh khen nhưng đúng là như thế. Nghe thấy sướng cả nhà. Rồi, mình lên mã giúp em cái này là dòng bàn chải đánh răng. Cái dòng bàn chải đánh răng này thì em còn đâu đó là còn 5-6 set nữa. Em để rẻ cho các con luôn. Các bác nào có con, có cháu mình mua đây là một cái cơ hội cực rẻ luôn. Với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 60.000 cho chục cái bàn chải đánh răng của trẻ con này nhá. 60.000 cho chục cái bàn chải đánh răng của trẻ con này. Chỉ có trẻ con đây này. Còn người lớn thì em vẫn để cho mình với giá là 12.000 một, 12.000 một bàn chải đánh răng. 12.000 một cái. Còn ví dụ như là mình lấy nhiều thì mình lấy chục cái thì với giá là 10.000 đồng. Còn lấy lẻ là 12.000 một cái. Còn lấy 10 cái đổ lên thì với giá là 100.000 cho 10 cái bàn chải đánh răng nhá. Hàng này thì cả nhà mình đi ra ngoài mua ít nhất là phải khoảng tầm 25-30.000 một cái zip đánh răng, đánh đúng như của em Ngọc Hà này, như này nhá. Hàng chuẩn xịn như này nhá. Nhưng em Hà bán là 10.000 cho một cái là lấy từ chục cái. Còn lấy lẻ từng cái một thì sẽ là bao nhiêu ạ? 12.000 cho một cái. Em đọc rõ trên like rồi nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là cái dòng Ergo. Đây là cái dòng mà mình dán băng keo cá nhân đấy. Với giá là bao nhiêu ạ? Cái dòng băng keo cá nhân này thì em Hà đang để luôn cho mình là 100 miếng này. Với giá chỉ có là bao nhiêu? 20.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là Ergo với giá là 20.000 đồng cho một cái dòng Ergo này nhá cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con này là cái con quạt tích điện nhỏ nhỏ dành cho các bác mình mua cho con, cho cháu. Hoặc là các bác có thể mình mua để mình đi đi chùa hoặc là mình đi lễ hội các kiểu hộ em nhá. Cái dòng này thì em nói thật là em xả kho thôi chứ cũng không có gì hết. Cái dòng này thì em còn rất ít thôi. Với giá chỉ có là bao nhiêu ạ?
Dòng này em Hà để luôn cho mình với giá là 50 ngàn cho một cây này nhá. 50 ngàn một cây. Con này thì nó sẽ có luôn cả cái đế mà mình để được cả điện thoại luôn nhá. Với giá là 50 ngàn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em là con này là quạt tích điện với giá là 50k. 50k cho con quạt tích điện này. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con màng bọc thực phẩm. Dòng này là dòng màng bọc thực phẩm loại to với giá là 10 ngàn đồng cho một cái màng bọc thực phẩm loại to này nhá cả nhà nhá. Rồi, kẹo, dòng kẹo này là sẽ là dòng kẹo hàng chuẩn sách tay 100 từ Hàn Quốc của nhà em luôn. Dòng này thì em sẽ để luôn cho mình với giá là 60 ngàn cho một bịch kẹo. 60 ngàn cho một bịch kẹo như này nhá. Còn bịch kẹo lớn này, dòng bịch kẹo lớn này thì nó sẽ là một cái dòng mà chống hỗ trợ tiểu đường. Những bác nào mà bị tiểu đường hay là bị ăn kiêng không sử dụng được đường thì mình mua cho em loại này. Loại này không có đường bên trong nhá. Dòng này thì sẽ là 140 ngàn cho một nửa ký. Mình lên mã giúp em là kẹo này là gọi là kẹo không đường với giá là 140 ngàn cho một bịch kẹo không đường như này nhá cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con này là cái con này là cái con dán ngải cứu. Miếng dán ngải cứu này thì em Hà đang bán cho mình với giá là bao nhiêu ạ? 12 ngàn cho một cái dán ngải cứu này. Mua 5 em Hà tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Còn là nếu mình mua lẻ là 12 ngàn cho một miếng 20 ngàn cho một cái hộp miếng dán ngải cứu. 20 ngàn một hộp sẽ có 12 miếng bên trong. Mua 5 tặng 1. Rồi cái dòng này là dòng thải độc chân. Mình lên mã giúp em là thải độc chân. Dòng thải độc chân này thì em Hà đang để luôn cho mình với giá là 50 ngàn một hộp, 40 ngàn một hộp. Mua 5 tặng 1 sẽ có 50 miếng ở bên trong cho cả nhà mình nhá. Mình lên mã giúp em là thải độc chân với giá là 40 ngàn một hộp. Mua 5 tặng 1. Và tất cả hàng này là hàng nội địa Trung, hàng của Trung Quốc hết. Em nói rõ, hàng này là hàng chuẩn Hàn sách tay của em về. Kẹo bánh các kiểu này là hàng chuẩn Hàn. Kem đánh răng này là hàng chuẩn Hàn. Đó, em ở đâu em dám tự tin em nói ở đấy, không có lằng nhằng. Chúng em là thế. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng băng keo hai mặt. Dòng băng keo hai mặt này thì nó sẽ là cái dòng băng keo mà sử dụng để mình dán tất cả các vật dụng. Đó, gọi là đa năng. Với giá là mọi khi em đang bán là 12 ngàn một, 20 ngàn một quận. Hôm nay em sẽ để luôn cho mình với giá là 15 ngàn một quận nhé cả nhà nhá. Mình lên mã giúp em là băng keo hai mặt với giá là 15 ngàn một quận như này nhá. Dài 5 mét cho mình luôn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con này là nhang trầm. Dòng này là dòng nhang trầm quế của nhà em. Con này sẽ có quế cánh hồi các kiểu luôn. Rồi lại là có cả cà phê luôn với giá là 45 ngàn cho dài. 45 ngàn cho dài 3 tấc 100 que bên trong. Còn nếu như anh nào có nhu cầu sử dụng nhiều hơn thì mình lấy hộ em cái loại nhang trầm 200 cây này luôn. Con này nó chỉ có trầm quế thôi nhá. Con này chỉ trầm quế thôi. Con này thì em Hà sẽ là dài 4 tấc. Và em Hà đang để luôn cho mình với giá là 80 ngàn nhá. 80 ngàn cho 200 que bên trong dài 4 tấc. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con là cái con này là cái con keo chống thấm. Dòng keo chống thấm này thì em Hà đang để luôn cho nhà mình với giá là bao nhiêu ạ? 50 ngàn cho một cái keo chống thấm loại 2 ra như này nhá. Hàng xịn sò đấy. Là 50 ngàn cho cái loại 5 phân và 5 mét. Em đọc rõ trên line rồi đấy nhá. Rồi, còn đây là cái hàng thường này. Hàng thường này thì em không bán nhưng em sẽ làm mẫu để đây cho cả nhà mình. Hàng thường này ra dán chán lắm. Hàng dùng cái hàng loại này, dùng rất sướng luôn. Rồi, còn cái dòng này là cái dòng mà cột dù cột này với giá là 10 ngàn đồng cho một cái củ quận dù này nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình là cái dòng chảo. Đây là dòng chảo này là chảo chống dính. Chảo chống dính này là cái loại dòng chảo mà mình sử dụng cho em để in mình chiên xào nấu các kiểu của em nhá. Con này thì em Hà trước đang bán 150, hôm nay xả luôn cho mình 101. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là chảo chống dính với giá là 110 ngàn đồng cho con chảo chống dính này nhá. Bao chất lượng luôn đấy. Chảo chống dính với giá là 110 ngàn đồng. Đây nó có cái hãng Enchip gì trong siêu thị này. Cả nhà mình mua cái dòng này rất đắt luôn. Với giá là 110 ngàn đồng nha cả nhà nhá. Còn đôi 4, 5 con nữa là hết nhá. Con này còn 5 con nữa thôi. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là cái dòng này là dòng con này là con xi măng dẻo. Dòng xi măng dẻo này em Hà đang để luôn cho nhà mình với giá là 15 ngàn. 15 ngàn cho một bịch xi măng dẻo. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá.
Dạ vâng, rồi thì em cũng xin phép dừng like tại đây. Em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi Xúc Mộc Hà nha em nhé. Em xin chào và tạm biệt. Hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Đi qua thì nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé, để nhiều người biết tới Xúc Mộc Hà nha em nhiều hơn. Em xin chào và tạm biệt cả nhà.